Xin chào quý vị và các bạn, bằng những hành động gây hấn với các quốc gia láng giềng, Trung Quốc liên tục trở thành tâm điểm chú ý và bất bình của dư luận quốc tế. Chỉ trong vòng 3 tuần qua, Trung Quốc đã 2 lần điều máy bay chiến đấu áp sát máy bay quân sự của Nhật Bản, với lý do máy bay Nhật Bản đã đi vào vùng nhận diện phòng không trên biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố. Động thái này diễn ra ngay sau thỏa thuận mang tính bước ngoặt về tàu ngầm giữa Nhật Bản và Australia nhằm đối mặt với thách thức từ sự nổi lên của Trung Quốc. Vào ngày hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã buộc phải triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Tokyo, Trình Vĩnh Hòa, khi ngày hôm qua, một máy bay chiến đấu cơ của Trung Quốc đã bay sát một cách bất thường gần 2 máy bay quân đội Nhật tại không phận quốc tế. Chiếc Su-27 của Trung Quốc đã bay cách 2 máy bay trinh sát của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản khoảng 30 mét. Phía Tokyo yêu cầu Bắc Kinh phải đồng ý thiết lập một hệ thống liên lạc hàng hải giữa hai nước để ngăn chặn các vụ việc tương tự. Trước đó, người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga mô tả hành vi của Trung Quốc là hết sức đáng tiếc và không thể dung thứ. Chúng tôi lên án vụ việc này và yêu cầu phía Trung Quốc nên có những biện pháp hợp lý. Trung Quốc nên nghiêm túc thực hiện các biện pháp để tránh những sự cố không lường trước. Phản ứng lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lớn tiếng chỉ trích Nhật Bản là đánh lừa dư luận quốc tế và cáo buộc máy bay Nhật Bản đã gây nguy hiểm cho máy bay Trung Quốc. Ngày hôm nay, tôi đến đây để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc các máy bay tiếp cận gần nhau. Rõ ràng, Trung Quốc đã có những điều tra hoàn toàn khác với những gì Nhật Bản đưa ra. Phản ứng trước tình trạng này, ngày hôm qua Washington đã chỉ trích Trung Quốc về việc chiến đấu cơ nước này áp sát máy bay Nhật Bản, đồng thời kêu gọi hai quốc gia thiết lập hệ thống liên lạc khẩn cấp, tránh xảy ra tình huống đáng tiếc. Trước đó, dư luận quốc tế đã không ít lần chứng kiến chiêu bài áp sát, tấn công rồi la làng, vu vạ của Trung Quốc trên Biển Đông khi chủ động vượt lên trước và chạy máy lùi vào tàu cá của ngư dân Việt Nam để tạo hiện trường giả là tàu Việt Nam đâm vào tàu Trung Quốc. Và lần này, chiêu bài quen thuộc cũng được áp dụng tại vùng biển Hoa Đông. Nhìn lại thời gian qua, việc Trung Quốc mới đây đơn phương tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không ADIS trên biển Nữ Hoa Đông, áp sát máy bay Nhật Bản hay lắp đặt giàn khoan trái phép 981 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, đều thể hiện sự ngang ngược, liều lĩnh và bất chấp tất cả của Trung Quốc. Cuối tháng 11 năm 2013, Trung Quốc đã khiến vùng biển Hoa Đông dậy sóng khi đơn phương thiết lập ADIS trên biển Hoa Đông. Điều này đã gây phẫn nộ cho cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu như đối với Hàn Quốc, Trung Quốc dịu giọng bao nhiêu, thì với Nhật Bản, Trung Quốc lại quyết đoán bấy nhiêu. Rõ ràng trong con mắt của Bắc Kinh, Tokyo mới là đối thủ chính trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng ở khu vực Đông Á nói riêng và châu Á nói chung. Chính vì vậy, trong các tháng gần đây, Bắc Kinh thường xuyên cử các tàu thuyền và máy bay xâm nhập vùng biển và vùng trời quanh quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Kể từ đầu năm 2013 đến tháng 3 năm 2014, các máy bay chiến đấu của Nhật đã phải ngăn chặn các máy bay của Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ của mình tới hơn 415 lần, tăng tới 36% so với một năm trước đó. Trong khi đó, ở khu vực biển gần các đảo tranh chấp, các tàu tuần tra của cả hai nước đã liên tục chơi trò mèo vườn chuột, khiến nhiều nước lo ngại rằng có thể xảy ra va chạm không đáng có. Ngoài ra, khi tuyên bố có lợi ích quốc gia trong khu vực, Mỹ đã chính thức trở thành một nhân tố ngáng đường trong âm mưu bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Và việc Nhật Bản là một đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực châu Á cũng là nguyên nhân giải thích cho các hành động hăm dọa của Trung Quốc trong thời gian qua. Việc Su-27 của Trung Quốc áp sát máy bay Nhật Bản đã khiến nhiều người nhớ lại vụ va chạm trên không ở đảo Hải Nam năm 2001. Tháng 4 năm 2001, một chiếc máy bay trinh sát điện tử EP-3 của Hải quân Mỹ và một máy bay phản lực chiến đấu F-8 của Trung Quốc đã va chạm với nhau. Chiếc máy bay Mỹ sau đó đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân bay trên đảo Hải Nam của Trung Quốc. Còn chiếc máy bay F-8 của Trung Quốc được nước này thông báo là bị rơi và phi công bị cho là mất tích. Tuy nhiên, không có một chứng cứ nào được đưa ra để minh chứng cho sự mất tích bí ẩn này. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là, trong vụ va chạm này, mặc dù mất một máy bay và một phi công thiệt mạng, nhưng phía Trung Quốc chỉ đòi bồi thường $1 triệu, trang trải mọi chi phí sinh hoạt cho phi hành đoàn Mỹ trong những ngày bị giữ tại Hải Nam và chi phí tháo rời máy bay EP-3 để đưa về Mỹ. Về Trung Quốc không đòi bồi thường thiệt hại về người và máy bay có thể cho thấy nguyên nhân vụ này không thuộc về Mỹ. Theo nhiều chuyên gia, vụ va chạm không phải là kết quả của một hành động hiếu chiến bột phát của viên phi công lái chiếc máy bay F-8, mà là một hành động nằm trong một kế hoạch đã được chủ tính kỹ càng. Còn ở trên Biển Đông, các vụ va chạm xảy ra ở mức độ nhiều hơn, nhiều kịch bản hơn, nhưng phần chủ động đều thuộc về Trung Quốc.
Ngày 11 tháng 6 năm 2009, tàu ngầm Trung Quốc đã đâm vào hệ thống thiết bị sonar của tàu khu trục USS John McCain của Hải quân Mỹ. Vụ việc xảy ra khi tàu khu trục USS John McCain đang kéo thiết bị định vị ngầm được triển khai để theo dõi âm thanh dưới nước nhằm phát hiện tàu ngầm tại ngoài khơi vịnh Subic của Philippines. Quân đội Mỹ cho biết tàu ngầm Trung Quốc đã di chuyển đến khoảng cách cực kỳ nguy hiểm khiến thiết bị sonar nói trên bị quấn vào chân vịt của tàu ngầm. Còn phía Trung Quốc thì cho rằng dường như đó là một tai nạn và nguyên nhân vụ việc có thể do phán đoán nhầm khoảng cách. Trước đó không lâu, vào ngày 8 tháng 3 năm 2019, 5 tàu Trung Quốc đã ngăn chặn hoạt động của một tàu hải quân Mỹ. Phía Mỹ cho biết, trong khi tàu nghiên cứu hải dương của hải quân Mỹ USNS Impeccable không mang vũ khí, đang hoạt động theo đúng luật biển ở vùng biển quốc tế, thì 5 tàu Trung Quốc đã có hành động một cách hiếu chiến chưa từng thấy để ngăn chặn hoạt động của tàu này. Trung Quốc lập tức phản bác lại với tuyên bố, tàu Mỹ đã tiến hành khảo sát trái phép ở ngoài khơi đảo Hải Nam và bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của phía Mỹ. Những hành động gần đây của Trung Quốc rõ ràng đã đi ngược với xu hướng hòa bình của thế giới. Bắc Kinh liên tục điều động các trang thiết bị quân sự hiện đại để gây hấn và đối đầu với các nước láng giềng. Nhưng việc dùng xung đột để giải quyết tranh chấp không phải là cách thức đúng đắn trong một thế giới hiện đại văn minh, nơi mà các thành viên cư xử theo luật pháp quốc tế. Khi liều lĩnh gây hấn với các nước láng giềng như thời gian qua, bản thân Trung Quốc đã tự đặt mình vào thế bị cô lập và chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Trong phần tiếp theo của chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Iraq, quốc gia đang chìm trong bất ổn. Bất ổn không phải là điều mới mẻ đối với quốc gia Trung Đông này, nhưng đến ngày 11 tháng 6 vừa qua thì nó đã thực sự khiến cộng đồng quốc tế sửng sốt và lo ngại. Hàng loạt thành phố, trong đó có Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, đã rơi vào tay các phần tử thánh chiến thuộc nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông, một nhánh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Đáng chú ý là ở nhiều nơi, lực lượng an ninh Iraq đã tự rút đi trước khi các tay súng tràn vào. Chuyện gì đang xảy ra tại Iraq và liệu thành trì chống khủng bố này có sụp đổ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Nguồn tin cảnh sát tỉnh Salahuddin cho biết chiều 11 tháng 6, các nhóm phiến quân đã giành quyền kiểm soát thành phố Tikrit, thủ phủ tỉnh Salahuddin miền Bắc Iraq. Nguồn tin giấu tên trên tiết lộ hàng trăm tay súng đã tràn vào thành phố này từ nhiều ngả, trong đó có cả khu vực bất ổn Shilam ở phía đông nam thành phố này. Các tay súng cũng đã dễ dàng kiểm soát khu vực Sinia và Sulaiman Beg sau khi lực lượng an ninh rút khỏi đây. Tại tỉnh Kirkuk lần cận, hàng trăm phiến quân đã tấn công vào các thị trấn có đông người Ả Rập sinh sống. Theo một số nguồn tin, cảnh sát và quân đội đã rút khỏi các khu vực này trước khi các tay súng tràn vào. Trước đó một ngày, phát biểu với báo giới tại Baghdad, Chủ tịch Quốc hội Iraq Osama al-Nushafi xác nhận toàn bộ tỉnh Nineveh, trong đó có thành phố Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq đã rơi vào tay phiến quân. Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng, một cuộc khủng hoảng gây ra bởi một nhóm khủng bố đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chúng đã chiếm giữ nhiều thành phố, giết hại người dân vô tội và lật đổ nhà nước một cách trắng trợn. Những điều đã xảy ra trong những ngày qua và hôm nay là chúng đã chiếm giữ toàn bộ tỉnh Nineveh. Sau khi kiểm soát tỉnh Nineveh, các phần tử thánh chiến đã tiến hành kiểm soát sân bay và thả hàng trăm tù nhân tại ba nhà tù ở tỉnh này. Trước một loạt các diễn biến nguy hiểm đang xảy ra, Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đã phải ra ban bố mức báo động cao nhất, đồng thời triệu tập phiên họp quốc hội khẩn để tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối phó với các nhóm khủng bố. Chính phủ Iraq cũng đã quyết định vũ trang cho những người dân sẵn sàng đấu tranh chống lại quân nổi dậy, cũng như thông báo tái tổ chức các lực lượng vũ trang. Ông Maliki cũng cho rằng đang có một âm mưu chống lại người dân Iraq. Chúng ta sẽ tự giải quyết vấn đề đang xảy ra và không cần dựa vào bất kỳ sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. Những người con của Nineveh sẽ tự nguyện cầm súng để chống lại những âm mưu đen tối. Tôi nói đó là âm mưu bởi nhiều thành viên Al-Qaeda và tổ chức gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông không thể đối đầu với lực lượng quân đội và cảnh sát tại các địa phương. Nhưng điều gì đã xảy ra và các đơn vị quân đội tại các địa phương đó đã bị sụp đổ như thế nào? Tôi chưa nói về những người phải chịu trách nhiệm về tình hình hiện nay. Không dừng lại ở việc tấn công lực lượng chính phủ để chiếm đóng các địa phương, lực lượng phiến quân ngày 11 tháng 6 còn chiếm tòa lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thành phố Mosul và bắt cóc 80 người, trong đó có lãnh sự, các nhân viên, các nhóm hoạt động đặc biệt và 3 trẻ em tại lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một nguồn tin từ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã liên lạc trực tiếp với một số nhóm phiến quân ở Mosul để đảm bảo an toàn cho các nhân viên ngoại giao. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cũng đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia để thảo luận về diễn biến tình hình, đồng thời tuyên bố sẽ trả đũa nếu công dân bị bắt cóc ở Iraq bị làm hại.
Trong mỗi cuộc khủng hoảng, mỗi lần chính biến, người phải chịu thiệt thòi nhất không ai khác chính là dân thường. Tại những vùng bị phiến quân chiếm đóng, những ngày này, người dân đang hoang mang tột độ và tìm mọi cách rời khỏi mảnh đất quê hương đang rình rập nguy hiểm chết người. Do lo sợ gia tăng bạo lực sau khi thành phố Mosul rơi vào tay của lực lượng phiến quân thánh chiến Hồi giáo, khoảng 500.000 người dân, chiếm 1/4 dân số toàn thành phố đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Tại một trạm kiểm soát trên con đường nằm giữa hai thành phố Mosul và Erbil, người dân hoảng loạn trốn chạy với chỉ vài bộ quần áo treo người. Những gì vừa xảy ra thực sự khiến họ không biết nên làm gì ngoài việc tìm đến một nơi an toàn hơn để bảo vệ tính mạng cho bản thân. Vụ nổ xảy ra khi chúng tôi đang ngồi trong nhà, nhưng chúng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi đã phải bỏ lại nhà cửa để trốn chạy. Tôi thực sự lo cho những đứa con trai của tôi. Tôi ước gì có thể đổi cái chết của mình lấy sự an toàn cho chúng. Theo các chuyên gia phân tích, Iraq đang trong quá trình chuyển đổi chính phủ sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 4. Tuy nhiên, quá trình này kéo dài quá lâu và luôn trong trạng thái bất ổn, đã tạo cơ hội cho các nhóm chiến binh hoạt động. Do đó, Iraq cần phải đẩy nhanh việc hình thành một chính phủ mới, sau đó tập trung mọi nguồn lực để dẹp yên quân nổi dậy. Ta cần phải nhanh chóng tiến tới việc thành lập chính phủ mới. Chúng ta cũng cần có biện pháp cụ thể, tiếp tục trang bị thật tốt cho lực lượng an ninh, cũng như thay đổi chiến lược an ninh để chống lại các phần tử thánh chiến. Kể từ đầu tháng 6 đến nay, Iraq đã phải chứng kiến hàng loạt các cuộc đánh bom đẫm máu ở phía tây đất nước, trong đó có cả thủ đô Baghdad. Theo thống kê, chỉ trong 3 ngày từ ngày 6 đến 9 tháng 6, đã có hơn 500 dân thường thiệt mạng. Trước những diễn biến nguy hiểm tại Iraq, Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã liên tiếp bày tỏ quan ngại, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị và người dân Iraq đoàn kết chống lại những mối đe dọa hiện nay. Trong một tuyên bố được phát đi ngày 10 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã bày tỏ quan ngại đặc biệt trước tình hình an ninh đang xấu đi tại Iraq, đồng thời hối thúc tất cả các nhà lãnh đạo chính trị ở Iraq thể hiện sự đoàn kết dân tộc để chống lại những mối đe dọa mà nước này đang phải đối mặt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng nêu rõ, các mối đe dọa này chỉ được giải quyết trên cơ sở hiến pháp và trong khuôn khổ tiến trình chính trị dân chủ. Trước tình trạng bất ổn leo thang tại Iraq, Mỹ cùng ngày cũng đã bày tỏ quan điểm hết sức lo ngại về tình hình đặc biệt nghiêm trọng do hoạt động của các phần tử thánh chiến. Nhóm thánh chiến nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông không chỉ là mối đe dọa đối với sự ổn định của Iraq, mà đối với toàn bộ khu vực. Mỹ sẽ hỗ trợ và phối hợp với chính phủ Iraq đẩy lùi các hành động chống phá này. Theo người phát ngôn Nhà Trắng George Earnest, Mỹ đã bàn giao 300 tên lửa Hellfire cùng một số lượng lớn súng máy, rocket phòng không và đạn dược các loại cho lực lượng an ninh Iraq nhằm hỗ trợ chính phủ nước này trong cuộc chiến chống phiến quân. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil Al-Arabi ngày 10 tháng 6 cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc và kêu gọi tất cả các đảng phái tại Iraq phối hợp các nỗ lực nhằm chống lại chủ nghĩa khủng bố. Thưa quý vị và các bạn, Iraq đang phải đối mặt với một trong những thách thức an ninh vô cùng nghiêm trọng. Những gì đang xảy ra một lần nữa chứng minh rằng chính phủ Iraq đã và đang sa lầy vào bế tắc. Hơn lúc nào hết, vai trò của cộng đồng quốc tế trở nên cần thiết trong bối cảnh khủng hoảng leo thang, có thể khiến Iraq hoàn toàn rơi vào tay các phiến quân và gây ra cảnh đổ máu, ly tán trên cả nước. Chuyện Đông Chuyện Tây hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.